của đội chủ nhà Hoàng Gia Lai, huấn luyện viên người Thái Lan ông Kitasak Senamuang 3 và 2004. Hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. À, nhà bóng tốt. Một tình huống quan sát tốt của đội trưởng Lương Xuân Trường. Công Phượng. Đến thời điểm này thì cả hai thủ môn Huỳnh Tuấn Linh của đội chủ nhà và Nguyễn Văn Hoàng của đội khách. Phong Hồng Duy. Không được. Pha chuyền bóng hơi xa so với vị trí di chuyển của Washington Brandao. Vẫn là đội chủ nhà. Trên sân nhà Pleiku mùa này của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Hồng Duy khá nguy hiểm. Chúng ta xem lại tình huống đánh đầu ngược của Washington Brandao. Để người Serbi. Cơ hội Phạm Văn Đức. Rất nguy hiểm. Một tình huống phá bẫy Việt vị. Pha di chuyển phá bẫy Việt vị quá khôn ngoan của đội trưởng Phạm Văn Đức. Chúng ta hãy cùng một lần nữa xem lại tình huống dẫn tới bàn mở tỷ số của đội khách Sông Lam Nghệ An. Minh Phước. Minh Phương. Vũ Văn Thành. Hóa Toàn. Một tình huống tranh cướp bóng rất quyết liệt. Đường chuyền hơi mạnh. Công Phượng. Rất đẹp bắt. Nhưng đó là tình huống cứu thua của thủ môn Văn Hoàng. Bóng qua trong chân của đội chủ nhà. Cầm của Công Phượng. Công Phượng. Pha chuyển hướng tấn công hợp lý của Công Phượng. Hồng Duy rất khéo. Không được. Rất hay. Pha dâng cao tấn công của Hữu Tuấn. Một tình huống mà cầu thủ phòng ngự. Một cú sút thẳng. Tuy nhiên đã không. Chúng ta cùng xem lại tình huống đá phạt của Lương Xuân Trường. Mặt không thể che giấu đi được sự lo lắng của chúng ta. Sẽ cùng quan sát lại tình huống lập công mở tỷ số của Felipe Martin. Rất non, chúng ta hãy cùng xem lại. Như vậy là chiếc thẻ vàng thứ hai đã được và phải rời sân khi mà thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn duy lân. Đúng như vậy, chiếc thẻ vàng đã được giành Minh Vương. Chúng ta cùng chờ xem. Minh Vương. Không được. Xuân Trường. Hoàn toàn. Cơ hội Văn Thành. Văn Thành quyết định. Chúng ta cùng xem lại cú dứt điểm Vũ Văn Thành. Đánh đầu. Tiếng còi đã được cất lên. Pha cắt bóng là của Melvin Damir. Văn Thành. Sức ép rất lớn đang được đội chủ nhà tạo ra sau khi được thi đấu hơn người. Hoàng Gia Lai có được thế trận tốt hơn nhưng vẫn gặp khó khăn. Bây giờ thì đội chủ nhà đang có lợi thế hơn người và sức ép mà cầu thủ áo trắng tạo ra. Toàn có thể cơ động lùi về như những hậu vệ cánh. Bất công vào. Văn Thành. Xuân Trường. Rất nhịp nhàng. Công Phượng. Rất khỏe. Văn Toàn. Quả người của Văn Toàn. Tiếp tục có thêm một quả đá phạt nữa. Ngàn được trở về sân nhà Sơn Vinh. Tiếp đón Thác Quảng Ninh. Brandao. Cơi. Tỷ số là 1-0. Sau rất nhiều những nỗ lực thì cuối cùng các cầu thủ chủ nhà và một cú sút chìm hiểm hóc của Minh Vương. Bàn gỡ hòa 1-1 của Hoàng Gia Lai. Pha di chuyển rất khôn ngoan của Trần Minh Vương. Văn Thành. Vẫn còn. Không thể dứt điểm. Brandao. Đại Dương. Văn Toàn. Dứt điểm. Tỷ số là 2-1. Trong nỗ lực dứt điểm thứ hai của mình. Cài đè của Nguyễn Trung Đại Dương. Tình huống dẫn tới bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Văn Toàn. Rất nhanh. Những pha di chuyển là thứ vụ.
Toàn đã ngã trong vòng cấm. Brandao đang rất khao khát. Nguyễn Trung Đại Dương, chúng ta cùng xem liệu Nguyễn Trung Đại Dương sẽ có thể ghi bàn hay không. Quá đơn giản. Một tình huống 5-3. Công Phượng, quá gầy, không vào. Khi phải thi đấu thiếu người, như vậy là không còn thời gian nữa cho cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Trận đấu đã kết thúc.